Sau đây kính mời quý thính giả nghe phần vấn đáp chọn lọc. Làm thế nào để mà chiến thắng được chính mình và vượt khỏi mọi ma chướng? Đây là một mối lo âu triền miên của kiếp làm người. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần vấn đáp sau đây. Nó có thể giúp cho chúng ta giải tỏa phần nào những ưu tư nói trên. Câu hỏi thứ nhất. Xin sư phụ giải thích về ma chướng. Ma chướng không có gì khác hơn là sự lười biếng của chính mình. Chúng ta đầu hàng, chúng ta nhượng bộ, không muốn cố gắng. Việc này cực quá, cái kia mất thời giờ quá, khó quá, đủ thứ vấn đề. Chúng ta không lo liệu. Trong chúng ta có hai lực. Một lực nói rằng, ta phải làm chuyện tốt. Lực kia, ồ, mất công quá, ngủ cho rồi. Đó là ma chướng. Không có ma chướng nào ở bên ngoài, mà nó ở ngay trong chúng ta. Do đó mà phải tự mình chiến đấu. Đương nhiên là cũng có những ảnh hưởng từ bên ngoài, nơi chốn, những người mà chúng ta tiếp xúc, bầu không khí người khác tạo nên, chúng ta đụng vào rồi bị ảnh hưởng lây. Nhưng tất cả đều là do lười biếng mà ra. Chúng ta không muốn chống chọi để thoát, không muốn cải tiến chính mình, không muốn nghĩ rằng mình mạnh. Đừng bao giờ đầu hàng, cứ tiếp tục thế nào thì cũng được phần thưởng. Thật vậy, quý vị sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn sau khi thành đạt, sau khi chống chọi, đứng dậy cho chính mình. Không có chuyện gì mà không làm được. Chúng ta có thể đau khổ, có thể khóc than, nhưng cuối cùng rồi cũng phải đứng dậy. Cái đó chính là sự lười biếng của mình. Ma chướng không thể đánh nổi, bởi chúng ta là Phật, là Thượng Đế đầu thai. Ma chướng chỉ là một bài khảo, một bài thi mà thỉnh thoảng chúng ta cần phải làm ở trường đời. Nơi đây không có trường học nào cả, ngoại trừ tự mình huấn luyện chính mình. Mỗi hoàn cảnh sẽ làm cho chúng ta mạnh hơn lên. Không có ma chướng gì cả, mà chỉ có những bài khảo mà thôi. Chúng ta tự khảo chính mình. Trước khi xuống thế giới này, chúng ta đã thề là phải làm chuyện này, chuyện nọ. Nhưng cũng có những trở ngại giữa đường, để chúng ta biết mình làm được những gì, mình mạnh mẽ, kiên cường như thế nào. Cho nên không có ma chướng nào cả, đừng có lo. Đó chỉ là chính mình. Ma chướng là chúng ta đó. Đề cập tới những gì mà sư phụ nói hồi nãy, đôi khi công việc rất khó, và con cảm thấy mình cần phải dũng cảm để mà đánh đổ mọi chướng ngại. Nhưng rồi đôi khi lại có người nói rằng, đừng, cứ từ từ đi, Thượng Đế sẽ làm mà. Con nên bình tĩnh để mọi chuyện xảy đến. Như vậy thì làm sao biết khi nào nên làm và khi nào nên bình thản? Quý vị phải cố gắng hết sức mình, những gì còn lại thì để Thượng Đế lo. Sau khi làm hết sức, Thượng Đế phải làm phần còn lại. Vậy thôi. Nếu thành công thì tốt. Quý vị nên vui mừng, hãnh diện. Nếu đã cố gắng hết sức rồi, thì không thể làm gì khác hơn được. Đương nhiên, không phải lúc nào cũng để Thượng Đế lo. Bởi quý vị xuống đây là để làm việc và để biết sức mạnh của mình. Quý vị vẫn có thể luôn luôn để Thượng Đế lo và không phải làm gì cả. Nhưng không làm gì cả thì cuộc sống sẽ ra sao? Có thích vậy không? Không, như vậy sẽ chán lắm. Cho nên những thử thách có đó là để cho quý vị vượt qua. Thành ra, làm việc là cho quý vị. Làm hay không làm, cái gì cũng được. Thưa sư phụ, con cứ hay phạm cùng một lỗi mà chính con cũng không muốn làm. Con có cảm thấy như trong mình có tới hai người, một xấu và một tốt. Như vậy làm thế nào để mà con có thể chấm dứt tình trạng này? Có lẽ đây là phần quân bình trong đời sống mà quý vị phải học hỏi. Thật ra chúng ta không thể lúc nào cũng tốt. Quý vị sẽ bị dồn ngã. Quý vị để ý người đi trên dây thừng trong đoạn xiệt không? Người đó phải nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Quý vị có hiểu điều sư phụ muốn nói không? Có lúc người đó nghiêng bên này, có lúc lại nghiêng bên kia. Nếu người đó đi thẳng, thì đương nhiên là sẽ té. Cuộc sống có hai phần, dương và âm. Một mặt là hạnh phúc, một mặt là đau khổ. Nhiều lúc chúng ta không tránh khỏi sa vào bên này,
hay ngã vào bên kia. Không sao cả, hãy tha thứ cho chính mình. Cố gắng khi quý vị có thể. Còn nếu không được, thì hãy tha thứ cho chính mình. Tại sao chúng ta phải gặp nhiều điều khó khăn và bất hạnh? Có phải Thượng Đế đã an bài những vấn đề này hay không? Không, bởi vì chúng ta sống ở thế giới này có động lực và phản động lực. Chúng ta tạo nhân quả cá nhân. Chúng ta cũng có cộng nghiệp của toàn xã hội và thế giới. Lực lượng xấu sinh ra tai nạn, bệnh tật, biến cố, tai ương. Lực lượng xấu này đến từ những tư tưởng xấu, hành động xấu và lời nói xấu của chúng ta. Bất cứ việc gì cũng đều có năng lực. Cho nên, chúng ta phải trong sạch từ thân khẩu ý. Đó là lý do chúng ta phải tuân theo năm giới, ăn chay và thanh tịnh hóa thế giới. Vậy thì sư phụ nghĩ thế nào về những vấn đề như sự hãm hiếp, về bệnh ung thư và tai nạn? Nghiệp chướng nhân quả, gieo nhân gì thì sẽ gặt quả đó. Chúng ta không nhìn sâu vào quá khứ, cho nên chúng ta đổ lỗi cho hiện tại. Không có điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân cả. Đôi khi thấy dường như không phải là lỗi của chúng ta hoàn toàn. Thế giới này tràn đầy sự buồn khổ, cho nên chúng ta phải tìm cách thoát ra. Cũng như khi quý vị lái xe trên xa lộ, nếu quý vị không tìm lối ra, xe quý vị có thể hết xăng, quý vị có thể bị tai nạn vì có người đụng phải quý vị. Khi mà có người xâm phạm vào cái phạm vi tâm linh của chúng ta, khi nào thì chúng ta nên đầu hàng, còn khi nào thì chúng ta nên chống cự lại? Mọi người đều có quyền trong căn phòng thể xác cũng như tâm linh của họ. Không ai có quyền xâm nhập phạm vi tâm linh của người khác. Nếu nó xảy ra, quý vị hãy thành tâm cầu nguyện cho nó đi. Hãy cầu xin lực lượng Thượng Đế bên trong giúp đỡ. Lòng tin tưởng vào tôn giáo sẽ bảo vệ quý vị, nhưng lòng tin này phải đầy đủ và mạnh mẽ. Ngoài ra, sư phụ cũng có thể tâm ấn cho quý vị, dạy quý vị sử dụng lực lượng tối cao bên trong. Lúc đó, sự xâm phạm sẽ rời khỏi quý vị. Khi có vua ngự trị, thì các chúng sanh thấp kém không thể quấy rầy.